Đi nào. Ok. À, cái gì đây? Bukunomiko gì đây? What the fuck? Cái gì vậy? Bạn có đá lạnh không để mình nhét vào? Cái gì đây đây? Ai đây? Ôi lớp đông ghét rồi kìa. Chết rồi ấy, mình đi trễ rồi phong rồi, từ lén vào lén vào lén vào. Lén lại đi. Mày đi chào thầy đã. Ờ, thầy biết không? Ngồi ghế thôi, ngồi ghế đây, ghế này nè. Ok. Ok, hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đến với của mình. Mình là Chucky. Ý lộn, mình là Luffy chứ. Thì hôm nay á, là mình sẽ chuẩn bị đi ngủ và đến trình đi học nào. Hy vọng là chúng ta sẽ biến thành những anime nào nó hay ho hơn. Ok, đi ngủ nào. Ngủ thôi. Ok, mà nó dậy rồi. Mình biết nhân vật nào đây? Nhân vật này mình quen thì phải. Hình như là Kaito Kid phải không? Ồ, suy đợi chết. À, trong tiền Conan này rồi. À, ok, thôi đi học nào. Hôm nay là mình mới mua mình cái cặp màu hồng nha. Rồi, đây tiền bạc bỏ vô ba lô nào. Để mình bỏ vô ba lô đã. À, bỏ vô sao? À, đây, ship B. Đó, bỏ vô đây. Rồi, cất đồ vô hết. Đó, xong. Chúng ta đã đeo... Ủa, cặp kỳ vậy? Tự nhiên mình đeo ngay chân. Ok, ra phòng nào. Ôi, hôm nay biết Thành có đi học không nữa. Để ra ngoài coi. Nó có ngoài không vậy? Ê! Hết hồn! Hello! Đâu, không qua suy nghĩ vậy? Mày đeo cặp ở chân ấy, mày bị làm sao vậy? Mày... Ông có đang mang cặp đâu? Cặp đâu rồi? Hôm nay không mang cặp. Nhà vẫn chưa đủ tiền mua. Sao tự đi học mã võ sĩ đây? À, đang định vào câu lạc bộ nhưng mà nghe nói là phải đến tuần sau mới được vào đúng không nhỉ? À, chắc là con tuần sau mới có câu lạc bộ... Mày chỉnh tài sáng giùm mày. Trời tối om, tao bảo đang định bảo mày trời vẫn tối om. À, ok nè, bây giờ ok. Mang cặp đi học mang sức ngay á, mang cặp mà hôm qua sao nghỉ vậy? Dạ hôm qua á, hôm qua đấy đi may bộ quần áo phải nghỉ á. Trời đất ơi, đây hôm nay biết tôi làm như bằng gì không? Như nè, thấy à, cái tô kit à. Ừ, không biết là có xin được không? Siêu trộm à. Ừ, bây giờ là phải đóng vai, là phải diễn, ta phải đóng đúng là một cái siêu trộm kit. Chúng ta phải đi ăn trộm gì thôi. Đi nào. Rồi. Đi. Mình chả là nhân vật gì cả, mình là nhân vật chính bản thân mình. Ê, lớp học kìa, ủa chưa gì đã đâm người rồi. Ở chị em mất tiêu rồi, chị em đi đâu rồi? Ha ha, khỏe quá, không có chị em ở đây. Đi nào. Ok. Ơ, cái gì đây? Bukunomiko gì đây? What the fuck? Cái gì đây? Bạn có đá lạnh không để mình nhét vào? Cái gì đây đây? Ai đây? Ôi, lớp đông ghét rồi kìa. Chết lớp rồi, mình đi trễ rồi phong, từ lén vào. Cảnh lại đi. Mày đi chào thầy đã. Thầy biết không? Ngồi ghế thôi, ngồi ghế đây, ghế này nè. Ok. Nhưng mà ngồi đây biết là mình vào muộn rồi. What? Lớp đông quá là mình phải ngồi ghế này rồi. Rồi thì hôm nay làm gì bây giờ nhỉ? Thấy bảo là phải trộm gì đó. Chả biết trộm gì đó, chắc là có người nhờ thì mình mới phải trộm gì đó đúng không? Hôm nay sao nhiều học sinh mới quá à? Nhìn nè. Nhìn đây. Ồ. Có muốn vào hội Fairytale không? Ừ, Eza nè. Vào hội Fairytale không? Ê, hai đứa Kotori ngồi cạnh nhau nè. Quá à, con này hôm trước mình phang chết này. Giờ nó gì lớp ngồi chúng mình rồi, cái chừng nó phang ông luôn á. Đóng cửa vào đã. Onichan đây rồi nè. Đây, thằng này chưa bỏ đổi đồ gì đây không biết. À, thằng Satoshi này, thằng này đổi gì đây? Một kéo cắt cờ hó này. À đâu, cắt cờ him này. Để đổi lấy một... đây là Conan này, uầy. Conan có nhiệm vụ này. Làm gì đây? Mờ cờ. Nhìn thằng thầy đánh ghét. Muốn đặt cho nó cái dép vô mặt. Hôm nay bị mất quần lót, tôi nghi là nó lấy. Tại sao mày lại ở đây hả, Kato Kid? Ok, ngon chim. Cảm ơn rất nhiều, mặc dù tao ghét mày, Kato Kid. Ok. Ồ, manh mối vụ án hả? Manh mối vụ án. Nhưng manh mối gì đấy? Đâu, đưa đây. Đưa đây, có không? Không có. Sao nó đưa mà? Đâu, manh mối vụ án là mình đi kiếm ở chỗ thằng Chen ấy. Chen hả? Từ từ coi này. Zero bám đi lạc gì đây? Đây là lâu, tôi là ai nè? Nuôi ta có gì không? Nobita gì đây? Hôm nay tớ bị điểm kém, hình như là 69 à không, 1 điểm. Bố tớ dọa bà kiểm tra mà điểm kém dưới 5 điểm là sẽ gọi mình béo đồ ăn. Trời ơi. Cút đi. Cái gì cậu không giúp gì đây? Tớ không tớ. Ok, giờ muốn gì? Cái tiếng gì đấy? Nghe thấy không? Cảm ơn cậu rất nhiều, mong cậu lấy được Kaito Kid đã có bài kiểm tra trong phòng giáo viên, hãy đi tìm nó đi. Bây giờ muốn làm nhiệm vụ nào trước?
Bây giờ chắc là làm thằng kia còn chưa nói là mình ở đâu rồi, bây giờ chắc là mình phải đi tìm kiếm. Còn đâu là đây, mình làm Nobita trước đây, nói chuyện với bạn này trước đã. Kirito đâu rồi? Cái gì đây, Chứ tôi chết bố em rồi. giết được ta? Ha 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 ha. Thằng này hôm qua đó giết không được nha, nó mạnh lắm. Nó nhanh, nó không được nha. Ồ Thôi 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 sao đánh thôi thầy trong lớp, thôi cậu tên thôi gì để tớ thôi ghi vào sổ. em xin lỗi. Ôi Ôi ui, còn tiếng hang động gì á. thôi giờ mình đi đi đâu trước đi Để phòng giờ. giáo viên đúng rồi, Rồi phòng học giáo viên ở viên đâu? Đi 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 đi. không đi học mà phải đi ăn trộm. Trời ơi, khổ quá, phải làm ca tô kít phải vậy mà. Phải Bỏ xứng cái cặp đáng. ra đi, ngớ mắt quá. Ok, bỏ cặp ra đi, từ 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 bỏ cặp ra. Ship B phải không? À quan cặp. Quan cặp gì ở ngoài luôn. Không học hành hết để Đi đi ăn. đi, ở phòng này phải không? Không phải. Phòng phòng gì ấy, nhưng mà À, đó là phòng ma thuật gì đó. Đi nào, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. cái phòng nấu ăn này, Ui, đây là phòng của hiệu trưởng nè. phòng hiệu trưởng Ê, phòng à, này không? Có ai? Ơi, ai vậy? tôi biết đấy, thầy thầy giáo, Đâu, 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 từ. Từ, từ, đừng thầy lên, giáo, từ, nhìn, nhìn ra coi. Cái gì đây? Hitler ôi thầy thầy đấy, nhưng mà Sensi. chúng ta phải vào kiểu gì đây, thầy Từ thầy từ, cứu mạng. bấm bấm năm đi, từ từ chúng ta sẽ nhìn, từ từ lấy vào đi, bấm năm. Ơ, hay nhìn, hay nhìn kìa. Từ từ, hay nhìn kìa, đứng ra, đứng ra. Ok. Mà xuống này, Đi vào đi mình. thầy biết không? Nó đây, qua đây lúc nè. Ok, ổng bây giờ. Hay là ổng đi đường này phải không? Mình sẽ đi đường này. Mình Ok. đi này. Ê, ổng thấy đâu? Hay quá. Ổng bị cận rồi phải không? Ok. Hay lắm. Ít lẻ đấy. Ê, có cái hộp đây nè. Nhìn lên, nhìn lên. Ủa, bà kiểm tra một điểm này, lấy nhớ dấu bà có nuôi Ok. ta lại lên, từ 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 đúng ra đi đi xin lỗi ổng đi. Ê, từ từ sợ lắm cái chuyện ổng quay lại á, không biết không. Ok, sao ông đứng thích cửa vậy, đâu đi lẹ mày Ông xông tao, đếm đi từ 1 đến 3 xông ra nhé. rồi nha, từ 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 đứng đây nè, đứng đây nè. Ok, 1 chưa 2 3 hai ba. Ê, lẹ. Ok, Ôi thầy, ôi ông phát hiện luôn. không phải không. Ôi, ông này Thầy ông bị phải cận rồi. Ok, cầm lẹ, cầm lẹ. Đi cầm. Đi Ôi đi. cầm cầm bài kiểm tra, đi Woo! vào. Hay quá, chúng ta đã lấy mà không bị phát hiện. Giờ ta là Nobita nào. Chà, Nobita, Boku no Pico vẫn đứng chờ mong ở đây, đang đợi đút và đi. Lấy vậy nha, cùng lít vào nha. 3, Rồi, 2, 2, 1. 1. Ok, cảm ơn À, nhiều, muốn. thế là không bị Minh Béo thông nữa rồi. Ok. Ôi, chào gì đây? USB thế hệ 50. Không B biết có cái này, gì? để chắc là cho tập sau á. Nhét vào, nhét vào Boku. Ở đây là À, gì? mình sẽ phải giữ thôi. Ủa, Từ sao từ. sao 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 sao, sao ta cứ banh háng ra này, Ai biết đâu. cứ banh háng lên. Vậy Ok, đóng cửa vào. đi đâu? À, đến chỗ cho em phải không? Cho em phải không? Em biết chạy ở đâu. Ok. Hơn ngày á thì cho em mới gặp hôm qua nè, nó đứng đây nè. Nó cầm chạy dọa hai thằng nữa, giờ nó mất tiêu rồi. Hay là nó nghỉ học Đi rồi? đi đi thăm trường một tí đi. Bên này có gì không? Ok. Mặc dù trường chưa xây gì cả, anh nhìn rất là bừa bộn. À, chỗ này là chỗ mấy đứa tỏ tình với nhau đây nè. Bàn ghế không? Có con Con bò bò. này. Cút mày bò nè. Trường nuôi Ui, có bò. tiếng gì á. Ở đây đi, đi đi. Học Ok phân đi. hình ảnh sinh vật. Đây. Rồi. Mê cung phải không? Tái mê cung nè. Cái này là mê Ôi, nhưng mà cung. đứng Hỏi được đứng đường vào cái đây vào. có gì trong đấy không? Hỏi được cái vào ghê quá. Đi đi. Ok. Chắc là Tôi nghĩ là cho em nó ở đâu đó đó, chứ không phải ở đây đâu. phòng này cũng không có, phòng này là phòng tắm à? Hay là trong cái phòng bóng rổ này phải không? Thử tí xem à. Chắc là trong bóng rổ có rồi. Thằng này cũng hay chơi bóng rổ lắm. Phải không? Ủa, nhìn cái mặt thằng béo đấy mà cũng chơi bóng rổ á. Vắng hoe à, không có ai hết. Nè, không ai luôn. Ở đây vắng thật, chả có ai luôn. Thôi thì Buồn. đi thêm bồng này ở đây. Hay là nó nghỉ học rồi. No. Thế sao mà tìm được manh mối gì? Khó quá. Thấy bảo là kia bị trộm quật xì, không biết là Chạy mệt mỏi quá, làm ca tôi kích sao phải chạy vòng vòng thân vậy. là phải có đu dây các thứ sao không á, làm nhưng mà anime mà nó thiệt thòi quá. Từ từ hình thấy tên ai, tên đổi lè ơi, từ từ nha, từ từ nó ở đây, nó ở đây, nhìn nhìn qua thôi, hay ai đổi lè. Từ từ, ui cầm, nó cầm sợi beng kìa, thấy không, cầm sợi beng cũng chạy ba thằng luôn. Trời ơi, khó vậy sao chơi. Biết làm Từ, sao? tới gần nha, tới gần nha. Anh ơi. Anh ơi. Ôi, nó không làm gì cả. Không gì kìa, ra Gì nè. à, em thích ăn cậy à? Đâu? Ôi. Chết rồi. Không không, cái này mà móc một phát vào đít thì chỉ có chết thôi. Đầu gấu không à? Ôi, chà em à. Tao không nói chuyện với xỉu nhi. Ủa, nó cao quá nha, nó cao cao hơn cái đầu luôn nè.
Bự quá. Thằng này vừa uống Milo nhiều quá cao đấy. Bự quá. Cái gì đây, liếc liếc cái gì? À, bây giờ mình có được vào được không nhỉ? À, cho em vào nhé mấy anh. Em sẽ ngoan ngoãn không quậy. Ok đi giờ. Mày nói hiền đấy nhỉ. Ok đi đi đi, cái gì đây? Manh mối quá trời nè, lấy vài cái. Ủa, coi. Để đọc manh mối không? Đọc có coi. Chữ gì đây? Ui, manh mối gì mà lạ đấy. Lấy thử coi. Có gì đâu manh mối giỡn. Vứt vô lửa cho rồi đi. Đôi 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 một manh mối đi. Đậu phụ manh mối. Giả rồi, hàng giả rồi, có gì đâu. Giả gì, nhưng mà lại có một cái mã si. Si cái gì? Đánh vào đi. Nhưng mà cần phải giữ một cái đó. À, ok, giữ cái này đi đi đi. Ok mấy anh, okay. đừng đuổi anh. Cảm ơn. Ok, đi cảm ơn, cần đi lấy nó đuổi hay giờ. Nhìn lên. Ok. Ui, cái gì à? Ai giơ tay gì cơ? Vậy là ai ấy? Ô. Ô, anh bất là gì à? Sao nó đây? Cái gì? À, thấy thằng bảo vệ ở kia không, lấy kim cương đi rồi sẽ có thưởng từ khinh dỉ mũi của ta từ hành tinh khác đó. Ở vậy đâu? Trên kia hả? Ồ, trên kia kìa. Ồ, sạc cu đi ti phải không? Ôi. Nhưng mà đổi ra rỉ mũi làm gì? Đời heo. Nó bảo là được khinh dỉ mũi của ta từ hành tinh khác đó. Ồ, chắc là nó đánh giá. Ở trong đây có cúp này. Đâu sao, ở sao không thấy? Để đâu vậy? Ồ, chắc là đây. Đây có cúp đây này. Đây đây đây. Ok, ngon, có cuốc rồi. Bây giờ nó sẽ cầm cuốc này đi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi thơ thiên thượng à. Đi đường này cho nó gần. Hay đường này đi. Hay là phá cửa kính đi, phá cửa kính đi. Ok, đi đi. Từ phòng nào đây. Đây là phòng này đi. Ơi, phòng bí trưởng. Lẹ lẹ lẹ. Siêu trộm, siêu trộm cũng đập luôn. Đúng rồi, tức là siêu trộm mà phải đi một cách ngầu. Ok, lên rồi. Lên nào, lên đi lên. Hi. Này thì siêu trộm chúng ta sẽ đi ăn trộm. Ha ha ha. Đâu? Đâu rồi? Sao cao thế? À đến rồi. Đây 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 rồi. Yeah, từ anh ai bảo vệ đâu? Này. À kia đi này. Đi qua. Qua bên đây nè. Bên đây. Ừ. Từ chạy từ nha, chạy từ ơi. Qua đây đứng đây này nè. Ôi lấy cao vãi. Ê nhìn đây này. No. Đây này nhìn đến ta kìa. Đó, thấy không? Đi từ ơi. Bây giờ ăn nó xuống. Ok, để nó quay lại, để nó quay lại. Không, nó đứng yên một chỗ sao? Đâu? À, mày xuống. Ui. Ồ. Ui. Ôi. Ôi, Thành, tại sao? Ok, để đập cho. Đây. Ok, để đập đi. Ta là suy động kích, ta sẽ ăn trộm cái này. Ném xuống, ném xuống. Đây. Ném xuống cái này nè. Ôi, siêu trộm á. Đây, đứng đó nha, đứng đó đi. Ok. Đứng ở đây. Ôi, thầy giáo kìa. Đâu? Mày nhìn xác thì phải. Đứng ở đây, ném cho đứng ở đây, đứng ở đây. Ok, ok, lấy đi. Xong đứng đó. Đứng đó, tao biết rồi. Đây. Đây. Hỏi nhảy xuống nha. Okay. Oh, wow. Đau quá. Để ra nhảy kia, chồng ấy. Ôi, để chết thảm quá. Ôi. Nè, cầm ông nó hồi sinh, chắc là hồi sinh liền ấy mà. Mà, chỉ là khối vuông thôi mà. Ở đi, giờ đi đâu? À, đi đổi gì mũi thằng bắt lây xia chứ. Ok, yeah, ngon. Đây, của mày đây. Ồ, gì mũi nhưng mà chẳng biết để làm gì. Để làm gì vậy? Chứ quăng mặt nhau hả? À? Cho nè. Ờ, nhưng mà nó bảo là chắc là phải giữ tập sau á. Ừ. Ok, để mình để vào cái này đi. Có những gì manh mối gì sẽ để hết trong đây. Để về sau và mình sẽ cất giữ ở đây. Ờ, mấy món này nè, quá trời mấy món luôn. Ok. Đi. À, này, lẽ ra phải giấu vụ án được như thế này chứ. À, trong chỗ, làm, chỗ. Làm dài hiện trường như này này. Đây nè, đâu? Đó. À, đúng rồi. Trời ơi, có người chết vì cái khối đe đập đầu. Ok, chúng ta đã thành công. Ha ha, ta là siêu trộm kích. Yeah. Ok, đi rồi. Xong cất gì mũi đi, vẫn cầm gì mũi đi chơi. Ok đi. À quên, cầm USB đi. Ok, ngon. Của mày trường này đi học thoải mái. À? Hả? Về đi trả nhiệm vụ à? Ừ, trả nhiệm vụ nào. Vô. Đâu rồi? Bố cú nè. Có đá không? Đó là nó. Đây nè, đây. À, vào đây. Đây nè. Đâu? À. Đó, ê, mình mất tiêu rồi. Ông đang cầm phải không? Ông đang cầm manh mối phải không? Ờ. Ừ. Mày trả quét chưa? Chưa. Đó, nhưng mà ta được chìa khóa X này. Đó, chìa khóa X làm gì ạ? Không biết là tự nhiên được chìa khóa OX. Ồ, cái này chắc chắn là có cái gì đó hay lắm. Hay là một cái phòng chứa kim cương để ta ăn cắp. Hay okay. Đó. Thử tìm xem mà. Đâu đi tìm nào. Đâu chìa khóa gì làm gì giờ? Ê, bây giờ là cái chìa khóa này á,
cái chìa khóa này bây giờ là tôi nghĩ là nó ở trong phòng bà hiệu trưởng phải không? Có lẽ là thế, có thể là bà chứa nhiều kim cương là từ. Ủa thì giáo. Đâu đâu đâu. Ok bây giờ đây nha, đứng đây, đứng mở, đứng mở, đứng đây. Nè, có tôi có đồ nghề nè, thuốc ngủ nè, giờ tôi quăng vô hai cái. Vậy nha. Ok. Hứi. Hứi đóng cửa lại. Để cho con không khí nó bay xung quanh để bà ngủ đã. Ok, chúng ta không nên giết người. Đứng đây đi. Xong chưa? Có lẽ là bà ngủ rồi đó. Vô 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 vô. À không thấy, không thấy đâu, mà đi vậy. Ok đó, đâu rồi? Đây rồi. Đây nè, khò khò nè. À, bà ngủ rồi nha. Ok. Ui cái xác nè. Ta sẽ lấy cái này phải không? Đổ đồ phải không? Sáu bốn kim cương. Ok, ta sẽ ăn trộm đồ của bà. Yeah, ta đang ăn trộm thành công 64 cục rồi. Ok, vậy chạy lại lên. Để phá chết không? Có cần phá cái hòm không? Ở từ, mình sẽ ăn cắp. Ô có sách. Ô, sách hentai nè, lấy luôn. Ha ha ha. Ui thầy giáo kìa. À này, giết ông này không? Ông này lúc ấy ông ấy anh em bị đục tường anh giết luôn. Ok, đục tường. Đâu rồi? Ôi. Đục tường đây đây đây. Hitler à? Hitler là kẻ xấu, đúng không? À Hitler là kẻ xấu mà. Tại sao lại lên trường? Hitler chan. Ô ô. Hitler chan. Ui ui nó giơ tay kìa. Giơ tay. Ô tao chạy. Kiểu kiếm gì ấy? Mạnh quá, chạy. Mạnh quá. Ôi mạnh quá. Ô quên mất. Là ông này bất tử. Ok chạy đi. Ôi tụi bay làm gì ghê quá, cái trận ống mét nha. Nãy mình quên đem mình nạ lại. Trời ơi. Nhưng mình cần phá cái hòm kia để giấu anh mối không? Phá hòm, phá được không? Phá được rồi, phá đi, thử phá đi. Đâu, ok. Hòm nè, hòm. Ôi, hòm đánh mình luôn, không chạy hả? Hòm biết chạy. Ôi ghê quá. Chết rồi, hòm chết rồi. Ok từ từ, xóa dưới vết đi, Đây, xóa dưới vết đi, nè. Đây. Xóa lại, bên lại. Ôi lấy tủ sách bịt lại được. Xóa vân tay đi, xóa vân tay của mình đi, đập lại. Ok được rồi, chạy lại. Coi như là có bị ai giúp đuôn cướp thì phải tụi mình. Đi nào đi. Ok. Ok đi nào. Chạy lẹ. Từ hình như gần tới học bị lớp lẹ. Chúng ta phải bị lớp trước khi là ổng phát hiện ra mình đi trúng học. Ok vô lẹ. Ôi bộ cô là có đá không vậy? Vô. Rồi. Có sách vở này, em đi mua sách. Ok. Lớp vẫn ok. Yeah, xong rồi. Ê, tay học ok, nghe chuông tay học rồi. Ok, xong rồi. Đi về nào. Rồi, tôi quay lại nha, đi về. À, hôm nay học với Trân lên đây ăn cướp đồ. Giết con này không? Giết không? Đâu, nó nhiều máu. Bê đi gây lọ, giết đi. Tì, cái này con trai mà, thằng mà. Bê mày. Đi gây lọ, bê đi gây lọ. À, xong rồi, đá vào đít nó. Ok đi nào. Thì đây là series lớp học anime tập 3. Thì các bạn muốn mình biến thành nhân vật anime nào vào tập 4 á, thì nhớ để lại comment phía dưới nha. Thì mình sẽ biến thành nhân vật anime đó. Và đồng thời cũng ủng hộ channel của Tiến Thành 2999 nữa. Và đây. Vậy. Ok, bye bye mọi người.